tĩnh lặng và quan sát. Trong sự tĩnh lặng, bạn quan sát mọi diễn biến nơi thân, tâm và cảnh. Bạn chỉ quan sát đơn thuần mà không can thiệp, không cho là, phải là. Bạn chỉ quan sát mọi thứ như nó đang là. Khi quan sát liên tục như vậy, bạn đang nuôi lớn sự tĩnh lặng, trí tuệ và bình an trong bạn. Sự tĩnh lặng và quan sát giống như là nụ hoa, và khi đủ nắng, nụ hoa sẽ nở ra một bông hoa của sự giác ngộ. Khi sự quan sát của bạn đủ đầy, giây phút đó, bạn sẽ nhận ra được thật tướng của các pháp là không tướng. Ngay trong sự tĩnh lặng và quan sát đó, bạn sẽ thấy ra một chiều kích khác của thực tại. Chiều kích của thực tại này vượt thoát không gian và thời gian. Và bạn ngộ ra một điều, không gian và thời gian xưa nay chưa từng chuyển động, chỉ có tâm trí của bạn chuyển động mà thôi. Và con người chân thật của bạn chính là sự tĩnh lặng, chính là cái đang quan sát mọi thứ và đang hiện hữu trùm khắp. Con người chân thật của bạn xưa nay vốn tự do, không đến, chẳng đi, tròn đầy sự tĩnh lặng và nhận biết.